Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu tinh thể thạch anh trắng dạng chùm. Đây là cái nền đá gốc của viên này, đã bóc tách ra, và đây là các cái mặt tinh thể nguyên bản tự nhiên đã bóc tách ra từ nền đá gốc. Tất cả chi tiết ở đây nó đều là nguyên bản, nguyên zin tự nhiên. Một mẫu thạch anh trắng, dòng thạch anh trắng biến thể. Tất cả các mặt này nó đều là nguyên bản, nguyên zin tự nhiên hết. Viên này nó có bề ngang này là 23 cm. Chiều cao của đá từ trên này xuống dưới này là 13 cm. Và viên này thì có khối lượng của đá nặng là 3,3 kg. Một mẫu tinh thể thạch anh trắng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Khối lượng của đá nặng là 3,3 kg. Và hiện cái mẫu thạch anh trắng này thì tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 380.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099, chỉ cần để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Giao dịch thì sẽ có hai hình thức. Nếu khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản, tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên là khi thu hộ thì sẽ phải mất thêm cái phí thu hộ. Và đôi khi thì khách hàng thu hộ thì tôi cũng có thể bị bom hàng nữa. Cho nên là những người mà đã thu hộ thì phải chịu giúp cho tôi phí ship. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu quý vị nào phát hiện không phải là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên, hoặc là hàng đã được các tinh thể đã được cắt gọt mài rũa, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nào nếu có nhu cầu sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Kênh bên tôi bán thì tất cả các sản phẩm đều là hàng chuẩn, hàng thiên nhiên tự nhiên. Bởi vì tôi luôn ý thức được một điều rằng là khi quý vị mà đã mua các sản phẩm đá phong thủy, nếu mà chúng ta mua phải đá nhân tạo hoặc là có thể là đá tự nhiên nhưng mà đã qua bằng quá trình xử lý bằng hóa chất, thì đá nó sẽ không còn cái tính năng phong thủy, thậm chí nó có thể gây hại đối với sức khỏe của gia chủ. Vì thế thì tất cả các sản phẩm bên tôi bán thì đều cam kết một điều, đó là đều là hàng chuẩn, hàng thiên nhiên tự nhiên. Có thể là sản phẩm như những viên này chẳng hạn, nó là viên đá nguyên bản nguyên zin, hoặc là những sản phẩm đã qua chế tác, nhưng mà tất cả các sản phẩm đều là hàng chuẩn, hàng thiên nhiên tự nhiên. Cam kết với quý khách hàng là như thế. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn up lên các video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên, phục vụ đến các quý vị khán giả. Nếu có nhu cầu mua các sản phẩm về đá phong thủy, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0354 099 099. Quý vị có thể nhắn tin qua Zalo, điện thoại hoặc là điện thoại trực tiếp cho tôi đều được cả. Nếu quý vị muốn xem hàng trực tiếp thì hãy gọi video qua số Zalo này cho tôi. Tôi sẽ quay hàng trực tiếp theo đúng yêu cầu của quý vị.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và đừng quên bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.